Xin chào mọi người và đặc biệt là các anh trai tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Đây là video clip em sẽ chia sẻ với mọi người về cái tử vi của năm Canh Tý cũng như mà vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Canh Tý. Một cái năm có thể nói là bị xung thái tuế, xung địa chi và sao hạn vận niên là khá xấu đối với người Bính Ngọ. Em nói thật sự là đáng lẽ là em chưa có quay cái video này. Vì hôm nay là nhà em có một cái tang của người nhà, người lớn tuổi, cho nên là cũng chưa có tính quay, tính là về nhà nghỉ chút thôi rồi thôi cả xong xuôi hết mà quay xong rồi cái là vô tình đọc được một cái comment có của một cái anh tuổi Bính Ngọ. Anh nói anh mới vừa đi xem tử vi và thì con thầy tử vi ông nói là năm nay rất là xui, xui lắm luôn, cho nên là năm nay là vì kết thúc ở cái câu ông nói rất là nhiều thứ rồi sau đó kết thúc ở câu nó là năm nay á, một là ông thầy đó ông kêu á, một là phải cưới cô vợ là sinh năm 1983 quý hợi đó, hay là nếu mà có vợ rồi thì phải gian díu với một cô tuổi này thì mới vượt qua khó khăn. Cho nên em nghe cái đó em cảm thấy rất là mất cười, cho nên là thôi quyết định là thôi cả bỏ ra nửa tiếng một tiếng nữa để mà thực hiện cái việc quay cái video này và up lên cho các anh. Tuy đúng rồi, thật sự là nếu mà là một cái người mà nghiên cứu về tử vi phong thủy thì chắc chắn rằng sẽ biết năm nay là năm xung, mọi thứ khá là khó khăn đối với nam hoặc là nữ Bính Ngọ. Vì như đã em đã chia sẻ nữ Bính Ngọ rồi là kế đô, sao chủ là kế đô, nam thì là hậu, vận niên vận thế tất cả rất là nhiều thứ xung khắc ở cái năm này đối với người Bính Ngọ nam mạng. Tuy nhiên là không đến cái mức mà trầm trọng như là nữ mạng đâu. Nam mạng với cái La Hầu thì La Hầu thì thuộc hành kim, vốn dĩ nó sinh ra thủy, cho nên là nó đối với cái người mà nam mạng ở trong Bính Ngọ trong năm nay á, nó cũng không quá là xung khắc như thế nào. Rồi thì bây giờ mình sẽ trở lại cái vấn đề của cái người Bính Ngọ. Thì như một số cái chia sẻ của em về cái tuổi Bính Ngọ này á, thì thường á, là cái người Bính Ngọ là mỗi người đa số là mỗi người rất là khỏe mạnh, cầm tinh con ngựa mà, cho nên sức vóc nhiều, nhanh nhẹn phóng khoáng, ham vui, thường thì rất là mau quên chuyện cái ào là thôi. Với cái mệnh là đại khê thủy của mình thì cứ cái gì cũng cái ào một cái là thôi. Mà tại sao á, là người Bính Ngọ đó lại có cái tính nóng nảy như vậy? Thiệt sự ra đó, chữ Bính thì cũng là hành hỏa, chữ Ngọ thì cũng là hành hỏa. Con người là thiên can và địa chi thì là bình tương hợp lẫn nhau, cùng là hỏa. Tuy nhiên lại bị nạp âm ngũ hành, tức là mạng của mình khắc cái này, khắc cái mạng của mình. Cho nên là người này tính lúc thì hiền hòa thôi rồi luôn, nhưng mà lúc nóng lên thì cũng không ai nóng bằng. Vừa có lửa ở trong cái thiên can và địa chi, vừa có hỏa nữa, tất cả là tương trợ cho, là một người nóng nảy đó. Thường nó là ngang tàn nữa, nhưng cái lúc nóng lên là tỏ sự ngang tàn của mình ra dữ dội lắm, nhưng mà là một người cũng khá là biết phục thiện. Đa phần những người này á, ngoài cái lúc mà nóng nảy ào ào ra thì họ thường là người mềm dẻo, biết uống nắng, biết vượt qua cái sự khó khăn, thích làm việc lớn. Nhưng một số người lại là thiếu cái sự kiên trì, cho nên là không có được tốt đẹp lắm trong cái vận hạn, trong cái cuộc sống của mình. Người này thì đặc biệt là thời trung vận họ thường gặp thường nhiều cái sự may mắn, nhưng mà tiền với hậu vận thì lại không được tốt đẹp cho lắm. Các anh ở đây là đang ở trong cái giai đoạn là gặp khá nhiều khó khăn đó, từ năm 3 năm tam tai, từ 16, 17, 18, 19, 20. 16, 17, 18 là 3 năm tam tai, 2019 nghỉ được cái, tới 2020 quất cái sao hạn vận niên xung thái tuế rất là xấu. Đây là cái năm như thế. Rồi, Bính Ngọ là do là cái người mà chứa nhiều hỏa tính ở trong người nhất, thuộc mẫu người đa năng cương trực, có tài lớn nhưng ít gặp thời. Đó là cái sơ khởi, có một số sách họ viết như vậy, không biết là nó trúng tới cỡ nào, nhưng mà em thấy là
so với nhiều người thì nó trúng. Còn xét về tử vi cho cái người mà tuổi Bính Ngọ thì phải xét những người sanh từ năm từ cái ngày 21 tháng 1 năm 1966 đến ngày 02 tháng 8 năm 1967. Những cái người này, cái đó là người Tây lịch đó nha, là thuộc cái cung mệnh, thuộc cái sự chi phối của cái tử vi người Bính Ngọ. À, Nam Mạc. Rồi, mệnh đó là đại thiên hà thủy, nước ở trên trời. À, còn đó, gọi là cốt thì cốt con ngựa, nhưng mà tướng tinh đó là con phù lùn, con ở dưới nước. À, rồi ha. À, như vậy xét cho năm Canh Tý đó là người mệnh thủy của các anh gặp cái năm Tý, Canh Tý là năm Thổ, là bổn mệnh khắc năm. À, chủ xấu về đau ốm, công việc vì thế nó cũng có nhiều cái sự rắc rối, có khi là do cái sức khỏe của mình không có mà tạo nên ha. Sao chủ của năm là một ngôi sao rất là xấu đối với Nam Mạng, có thể nói là đệ nhất xấu luôn. À, đó là sao La Hầu. Mà sao La Hầu là người ta gọi hay đem đến ốm đau và rối đau. Sao La Hầu là một hung tinh hành kim. À, sao này chủ về những cái điềm dữ, chuyên xuất hiện cái chuyện không lành, không may mắn, liên quan thậm chí là liên quan đến cửa quan và pháp luật. À, gặp cái sao này hay bị tai bay vạ gió, thị phi, kiện tụng, khẩu thiệt, gây tổn hao tiền của, nhiều chuyện buồn phiền, nhất là vào cái tháng 5, tháng 8. À, đó là cái mà mình phải cẩn thận ở trong cái đối với cái sao chủ này. Tuy nhiên là nên nhớ rằng sao chủ này nó có cái tính của nó như vậy, nó đem đến nhiều điều xấu, nhưng mà nó là hành kim, gặp người mệnh thủy thì nó sẽ suy giảm đi cái sự hung hại của mình đối với cái người đương bị nó trực chiếu, đương bị nó nằm trong mệnh. À, đó là một cái điều nghe cũng có đà đá một tí xíu. Hạn của năm là một cái hạn thiên tinh. Hạn thiên tinh này á cũng chủ đem về rối rắm và tranh chấp. Gặp hạn thiên tinh á thì ra ngoài cẩn thận, gặp phải tai bay và gió bất ngờ, chú ý lời ăn tiếng nói. À, thị phi, nam giới mà gặp cái sao cái hạn mà thiên tinh đem rối rắm tranh chấp này á thì đi đứng nhờ cẩn thận, xe cộ. À, đặc biệt là tránh những cái vật vật nhọn, đứng nếu có ốm đau mà vào những cái tháng xung á thì cần phải cẩn trọng nhiều, chứ nếu không là sẽ khó khăn. À, vận niên của năm thì là vận niên cẩu cuồng vong, một cái vận niên thật sự là đem đến một năm khó khăn, bởi tài lộc thì không có nhiều, sức khỏe thì yếu kém, mà tâm trí lại phải hay âu lo, dễ gặp phải tai nạn, ví như là con chó mà bị trúng gió độc vậy đó. À, cho nên là cần cẩn thận để giữ mình, nếu biết kiên nhẫn hơn ở trong cái năm này, biết nhu về mọi thứ, làm việc cẩn trọng thì cái tác hại của nó sẽ không lớn. Đó là sơ khởi của cái vận niên. Còn thiên can á là chữ Bính của các anh gặp chữ Canh, người ta gọi là Bính hình Canh, tức là Bính nó phá Canh, cho nên là cái chủ về một năm công việc dù cũ dù mới nó cũng đều có đem lại những cái rắc rối khó khăn, cần cẩn trọng nhiều mặt, đặc biệt là những người nhỏ tuổi hơn là lính tráng của mình lâu năm ha, coi chừng bị lính đâm sau lưng nhé, cẩn thận tai bay và gió. Địa chi Ngọ gặp Tý, Tý Ngọ Mèo Dậu, Ngọ gặp Tý là lục xung. À, gia đạo tình cảm sẽ có nhiều cái khó khăn, cũng đồng nghĩa với cái việc là bị xung thái tuế. À, trực thái tuế là những người tuổi Tý, năm nay là Tý là còn Ngọ là trực thái tuế, xung thái tuế, rồi Dậu là hình thái tuế đó, Dậu Mão là hình thái tuế. À, nha. Như vậy mà xét về cái bên ngoài, cái tử vi bên ngoài thì ha, mạng nè, sao ha, hạn, vận niên, thiên can, địa chi thì không có cái nào là tốt hết á. Nói chung là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái mà xét về cái tử vi là nhìn vô một tháng là người ta biết liền, à, năm nay là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với cái người Bính Ngọ Nam Mạng. À, đơn giản là người nào đọc
cái kiến thức về tử vi sơ khởi thì nhìn họ cũng biết được cái điều này. Nhưng mà không phải hóa giải bằng cách là đi kiếm bà nào tuổi Quý Hợi về gian díu hay là hốt về đã nha, để mà tránh được cái sự khó khăn, không phải như vậy đâu. Thật sự mà nói là một năm đã chủ về những cái chuyện phiền toái lo lắng ở trong gia đình rồi, mà còn biểu quên một bà nào nữa về cho nó gây thêm khó khăn sao? Nó chắc ông đó ông muốn là hai vợ chồng và cái người anh bính họ là gãy đổ luôn hay sao là ông làm việc đó. Mình chỉ đang nói như nè, vào những năm xung tháng hạn, bản thân chỉ nên gọi là làm ăn thì chỉ nên cẩn thận hơn, và cơ bản là thu vén mọi chuyện nó gọn gàng, chịu khó nhịn nhục một tí xíu, bản thân tự hành thiện tích đức mà dụng cái đức của mình vượt qua cái sự khó khăn. Có thể cái năm nó như thế nhưng mà phúc mình lớn ha, đức mình có, thì cái sự việc nó sẽ giảm đi, nó cũng đến nhưng nó hạn chế, nó nhẹ nhàng. Mình đã hay nói cái một câu với nhiều người sẽ thuộc cái câu nói của mình đó, là phúc thì không phải họa, mà đã là họa thì đừng có mong tránh. Nó chỉ đến sớm, đến muộn, đến nặng, đến nhẹ là do cái phúc của mình tạo được khi mà những cái năm làm ăn thịnh vượng, những cái phúc của mình có mà nó sẽ lướt qua, chắc chắn nó sẽ tới, nhưng mà biết đâu là thời điểm nào nó tới vào tháng giêng, xong rồi tháng 3 nó mới tới tiếp đấy, chứ không có tháng giêng nó quất gần, tháng 2 quất liên tục thì mình sẽ bị đuổi. Còn nặng nhẹ chắc chắn là nó sẽ tới thôi, nhưng mà nặng hay nhẹ nữa. Rồi có nhiều người than trời ơi sao mà hả hạn tôi giữ nặng, coi lại đi ha, phải xét theo đúng cái nghĩa của cái người của xã hội hiện tại, của mấy em nhỏ nhỏ tuổi là phải coi mình ăn ở, coi phải ăn ở làm sao đã, thì sẽ biết được cái phước cái đức mình gặp được ở lúc nào. Rồi đó là cái bên ngoài, bây giờ mình xét coi nội tại ở bên trong với cái tọa cung tiểu vận và các cung tiểu hạn nó có những cái gì. Khác ở những cái video trước là phải đặt ra những cái sao cái hạn rất là khó, dù các anh có biết cái tên sao có tên hạn đó nữa mà vẫn không vận dụng được, thì mình sẽ chia ra cái phần nội tại nó ảnh hưởng đến công việc rồi sức khỏe rồi di chuyển với cung thiên di rồi tình cảm gia đạo để mà phân tích cho nó gọn gẽ hơn. Với cái tọa cung tiểu vận mà ảnh hưởng đến công việc và cả cái mối quan hệ giao tiếp thì nó rõ ràng là với tiểu vận là bị xung thái tuế, như đã nói mình phân tích trên, thì không tốt về danh lợi cho những ai sinh vào cái mùa đông, đặc biệt là từ cái tháng những cái tháng mùa đông của cái năm Bính Ngọ, tức là các anh mà sinh vào cuối năm nguyên một con ngựa thì năm thì với ông thường là sinh vào tháng 8, tháng 9, tháng 10 thì đa số là tháng 10, 11, 12 thì đa phần là phải nguyên con ngựa rồi. Đó, vì gặp sao chủ La Hầu mà với thái tuế ngộ kình dương, ngộ kình dương thì người ta hay gọi cái đó là mã đầu đối kiếm, tức là cái kiếm mà bị treo cứa vô cổ mình, treo lên càng cổ của mình, gươm treo cổ ngựa đó, gọi là mã đầu đối kiếm, nguy hiểm ha. Bên cạnh đó, đó là Khôi Việt tướng quân thì bị phục binh án ngữ. Cho nên những cái anh nào, anh chị nào, anh nha, mình không nói chị tại vì mình nói phần chị rồi, anh đó mà làm công việc cơ quan hạng xưởng chức vụ thì cẩn thận, còn những cái người mà về tiền bạc đầu tư thì phải cẩn thận cũng không kém. Đó với cái lộc tồn bị trì, tức là mà em đã giải thích nhiều hơn cái sao trì tuần, tuần trì á là cái sao nào đi trước mà nó án ngữ phía sau thì cái sao đó sẽ bị giảm đi tác dụng. Nếu như người làm ăn buôn bán là lộc tồn là coi như là làm ra tiền thì bị trì án ngữ, cho nên là đường làm ăn kinh tế năm nay cũng sẽ gặp khó khăn. Trong các tháng kỵ nên mềm mỏng giao tiếp, tránh tranh luận phản ứng quá mạnh mà gây đến hư hại. Dù có nhiều bất đồng không vừa ý do ganh ghét đố kỵ của tiểu nhân cũng như là những cái người đối tác, thì năm nay các anh cũng nên nhường nhịn một tí xíu để mà an toàn vượt qua. Đó là về
cái phần mà giao dịch có như giống như là công việc, công danh sự nghiệp là nó sẽ ảnh hưởng như vậy với cái người của khách hàng. Rõ ràng là với tòa cung tiểu vận thì cũng không tốt đẹp luôn ha. Còn về phần sức khỏe đó thì các cái sao mệnh có như là La Hầu nè, mà đi với Bình Phù, Tử Phù, Trực Phù lại gặp thiếu dương, thiếu âm, nên cũng phải lưu ý đến cái việc tim mạch của mình. Đây là La Hầu mà kết hợp với Bệnh Phù, Tử Phù, cho nên là tim mạch của các anh dễ dẫn đến nói thật sự nha, mấy anh là thuộc dạng to con khỏe khoắn, người bính ngọ là rắn rỏi, nhưng năm nay là một năm bổn mạng rất suy yếu ha. Có phải để ý ở tim mạch với những ai có mầm bệnh này sẵn ở trong mình á, thì những tháng kỵ nên có dấu hiệu phải đi kiểm tra liền. À, một năm suy hao sức khỏe rất là trầm trọng. Các anh nên nhớ những cái năm này ha. Rồi về cái cung thiên di á, thì rõ ràng với nhiều cái sự tốt không tốt lành của cái La Hầu này kia là phải hạn chế di chuyển xa. Thiên mã thì lại đi với tam môn, tức là đi xa dễ có chuyện không lành. Cô thần quả tú thì ngộ kình dương. Cô thần thì ngộ kình dương, ra đường sẽ dễ gặp nạn tai. Đà La thì đi trước tam môn và thiên mã. Đây là một cái bộ sao cẩn thận những cái việc cái vật sắc nhọn này, dễ té ngã, tránh đeo trèo nhảy cao. Đây là một năm thực sự có nhiều cái sự xui xẻo, cho nên là đừng có làm cái việc gì mà nguy hiểm, thấy rằng có nguy hiểm đến bộ mạng của mình, phải tính toán trước, chứ nếu không là xảy ra những cái việc không tốt về tốt đẹp, nhất là các tháng như tháng 5 và tháng 11 âm lịch. Đây là hai tháng cực kỳ xấu đối với người bính ngọ nam mạng trong cái việc di chuyển đi xa. Còn về mặt tình cảm gia đạo, đây là một năm khó có nhiều cái sự tốt đẹp với cái gia đạo, gặp cơn khá là nhiều cơn trong bão đối với các anh đang có gia đình với La Hầu đi với Đào Hoa Hồng Loan, Thiên Thị lại bị tuần án nữ ở phía sau. Đáng lẽ Đào Hoa Hồng Loan Thiên Thị là ba cái xa cái phúc tinh đem đến, Hồng Loan là cưới gả con cháu ha, Đào Hoa là thêm người, thêm người thương, thêm người, bạn thêm bè, nhưng lại bị án ngữ bởi cái tuần, làm cho cái sao này, mấy cái sao này không phát huy tác dụng, mà La Hầu lại đi đầu, cho nên là vốn dĩ cũng không có êm mà thấm cho lắm. Phục binh kình dương Đà La thì bị tan lưu, cho nên đây là một năm có nhiều cái buồn phiền không gia đạo tình cảm, không phải chỉ với vợ con mình đâu, có thể là với người thân ở trong gia đình, anh em bạn bè gì đó, làm cho mình rất là buồn phiền ở trong cái việc này. Tài lộc ở trong cái cung của cái gia đạo thì lại vượng ở vào đầu hạ, tức là người này vượng ở vào khoảng tháng 6 âm lịch thì cẩn thận. Cuối hạ chứ, lộn, tháng 6 là cuối hạ rồi, cuối hạ, đầu thu cuối hạ thì dễ có tài lộc. Tuy nhiên đây là một năm có nhiều cái suy hao với lộc cộng lộc tồn bị triệt, án ngữ gọi là song hao, đó là một cách khá là mà tốn kém. Như vậy với cái sao hạn, vận niên vận thế cũng như là nội tại của cái người bính ngọ ở trong cái năm Canh Tý 2020 thì đều là không tốt đẹp cả, cho nên là người bính ngọ thì các anh phải cẩn thận nhiều điều. Đây là một trong những cái tuổi em có thể nói nha, năm nay thì Giáp Tý nè, Giáp Tý rồi trước Giáp Tý Nhâm Tý là xấu nhất nhì, thì các anh cũng phải đứng thứ ba chứ cũng không có tốt lành gì đâu ha. Cho nên là một năm sẽ có xảy ra nhiều điều không có vui vẻ buồn phiền, thì các anh cố gắng khống chế mọi chuyện nó nằm trong tầm tay của mình, đừng quá gọi là tự mãn bung ra ở trong năm nay. Năm nay phải kiên trì mà bước, chậm chắc là ngon nhất ha. Đó là cái tử vi của năm Canh Tý 2020 đối với tuổi Quốc Khánh.
Còn em không khuyến khích như giống như cái ông thầy tử vi mà có cái anh ấy nói là kiếm thêm bà nữa đâu. Tại vì năm nay rối rắm tình cảm gia đạo lắm, kiếm về nó còn đầu óc nó còn mệt mỏi, nó không được gì mà nó còn chắc được, đó là được sự phiền toái và khó khăn. Rồi bây giờ thì mình sẽ xét xem vận hạn 6 tháng đầu năm nó sẽ ra sao. Thì thường thì vận hạn của 6 tháng đầu năm hoặc là vận hạn của cả năm mình phân tích thì nó cũng không khác mấy so với cái tử vi của năm đâu. Tại vì nó cũng thực chất ra là cái sự chi tiết hơn của cái tử vi thôi. Cho nên là đừng có mà nghĩ rằng nó sẽ tốt đẹp. Nhưng mà dĩ nhiên là trong tử vi thì không nói là cái thời gian nào là tốt, thời gian nào xấu, không chi tiết. Thì bây giờ mình sẽ chi tiết để mà các anh có cái sự cương nhu trong làm ăn. Dù biết rằng đây là một năm xấu, cả về vận thế, cả về nhiều thứ khác tác động bên ngoài. Tuy nhiên cuộc sống mà mình đâu có thể ngồi chơi xây nước một năm. Con ngựa thì không bao giờ chịu ngồi chơi hết, con ngựa thì phải đi làm. Cho nên và làm ra sao, cương nhu như thế nào thì mình sẽ dựa vào cái này. Hy vọng rằng với cái thông tin này các anh sẽ ứng dụng nó được trong cuộc sống. Đầu tiên hết là tháng giêng của năm Canh Tý 2020, tức là tháng Mậu Dần. Tháng Mậu Dần lại là một tháng thổ. Như vậy năm thổ, tháng thổ, bản mệnh của mình là thủy. Thổ khắc thủy, tháng khắc bản mệnh, bụng mạng sức khỏe rất là xấu, không có tốt đẹp cho lắm. Đề phòng những tai nạn phạm thân, có thể xảy đến nhiều cái chuyện không buồn, không có tốt đẹp. Vì sao? Vì khi mà cái tháng nó khắc bụng mạng, rồi năm nó khắc bụng mạng của mình, thì phúc tinh và tài tinh vì thế nó cũng sẽ yếu đi, mất các tác dụng, sẽ rất là dễ để cho phá và bại tinh hoành hành. Đặc biệt là sao chủ của mình hôm nay là sao La Hầu. Thiên can bính mậu và không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm ngũ hành của bính là hỏa, mậu là thổ, cho nên có thể nói nạp âm ngũ hành sinh ra sinh xuất. Cho nên là tháng này công việc tài lộc chưa có gì tốt đẹp đâu, mà thậm chí là tài lộc nó cũng sẽ đi ra, nhưng mà nó nhỏ hoặc nó nằm trong cái sự khống chế của mình. Tháng này là còn kiềm cương được đó. Địa chi Dần Ngọ là thuộc nhóm tam hợp Dần Ngọ Tuất. Đây là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo và tình cảm, mà nó còn có một cái gì đó ảnh hưởng đến phần công việc của mình. Dễ có gặp bạn bè giới thiệu công việc mới hoặc là quý nhân chỉ đường dẫn lối. Đây là cái điều tích cực. Vui vẻ thì đúng thôi, đây là tháng giêng, tức là tháng của cái sự sum vầy, tháng Tết mà. Cho nên là tới giờ phút này, tuy là đây là hôm nay là mới ngày 14 tháng giêng, nhưng mà các em nghĩ rằng các anh cũng có sẽ nhiều có chuyện vui ở trong gia đạo. Chưa có may cho các anh là tháng này cũng chưa có làm gì nhiều đâu, cho nên là cũng không có lo lắng gì. Rồi tiếp đến đó là tháng 2 âm lịch của năm Canh Tý là tháng Kỷ Mão, mà tháng Kỷ Mão tiếp tục là một tháng thổ, cho nên bổn mạng và sức khỏe không khác gì tháng giêng. Với thổ khắc thủy, bổn mạng và sức khỏe rất là xấu. Đề phòng những cái tai nạn phạm thân. Thiên can á là kỷ bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, cũng giống tháng giêng, bính là hỏa, kỷ là thổ, cho nên nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh sinh xuất, cho nên là cũng tiếp tục là một tháng có thể gây ra hao tốn tiền tài, không tốt đẹp cho lắm. Tháng 2 còn xấu hơn ở tháng giêng. Vì sao? Vì cái địa chi của tháng 2 là Mão Ngọ, Tý Ngọ Mão, Ngọ Mão ha, là thuộc nhóm tứ hành xung, sát nhau trong cái tứ hành xung, cho nên gia đạo tình cảm hoặc là cái quan hệ giữa đồng nghiệp dễ có những cái xáo trộn, những cái điều không được tốt đẹp. Tháng giêng tháng 2 thì tháng giêng gia đạo tốt, nhưng mà tháng 2 thì không tốt lắm. Nhớ các anh nhớ cẩn thận ha, và là tình cảm của mình. Tiếp tục đó là tháng 3 âm lịch, mà tháng 3 âm lịch của năm Canh Tý là tháng Canh Thìn. Tháng Canh Thìn thì là một tháng kim. Như vậy là tháng Canh, năm Canh mình chữ bính, thì rõ ràng là với kim sinh thủy là bổn mạng được tương sinh, bổn mạng sức khỏe tốt, phúc tinh tài tinh vì thế được cái hưởng cái lợi của cái tương sinh về bổn mạng, nó sẽ phát sáng hơn. Hy vọng nó sẽ phát sáng để mà giảm bớt cái sự hung hại của cái thiên can với chữ bính sẽ khắc chữ canh. Thiên can khắc tháng, công việc gặp nhiều chống phá không thuận lợi, làm ăn sẽ đối với các anh ở trong còn làm trong thương mại thì không tốt đẹp.
Địa chi Thìn Ngọ thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nha. À, như vậy thì gia đạo tình cảm của tháng này tốt hơn tháng 2. À ngon, ok. À, với mệnh được tương sinh, hy vọng rằng là nó như Đà La Nhiên nói, phúc tinh tài tinh nó sáng lên, nó giảm bớt cái sự hung hại của cái việc khó khăn ở trong cái công việc của mình ha. Rồi tiếp tục là đến tháng tư âm lịch của năm Canh Tý là tháng Tân Tỵ. À, tháng Tân Tỵ thì lại là một tháng kim nữa, cho nên kim sinh thủy, bản mệnh được tương sinh, bổn mạng sức khỏe tốt. Ok, cũng giống tháng 3, ngon lành. Thiên can thì chữ bính của tháng, chữ bính của mình, bính ngọ sẽ hợp với chữ tân của Tân Tỵ. À, bính hợp tân, thiên can thuộc ngũ hợp, tốt cho công việc và tài lộc. À ok, đây là cái thiên can được tương hợp, như vậy thì tài lộc công việc sẽ rất hanh thông, rất là dễ, rất là thoải mái ở trong cái tháng này, tốt đẹp, ngon ha. À, địa chi Tỵ Ngọ thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau, như vậy thì rõ ràng tốt, không có vấn đề. À, ở trong cái gia đạo tình cảm cũng giống như cái tháng ba âm lịch. À, tháng này là rõ ràng là bổn mạng được tương sinh ha. À, thiên can thuộc ngũ hợp cho nên sức khỏe tài lộc ha, gia đạo thì không có ồn ào, như vậy là tháng này có thể là tháng rất là tốt, tốt nhất trong 6 tháng đầu năm đối với tuổi của các anh. À, tiếp đến đó là tháng 5 âm lịch của năm Canh Tý 2020. Mà tháng 5 âm lịch đó, thì như đã nói, như nhiều video trước thì anh nói tháng này là tháng Nhâm Ngọ, mà tháng Nhâm Ngọ thì thuộc mộc. Như vậy xét về bổn mạng là thủy sinh mộc, bổn mạng bị sinh xuất tháng, bổn mạng sức khỏe bị suy hao, không được tốt đẹp cho lắm. Thiên can của tháng đó là chữ Nhâm của Nhâm Ngọ, nó khắc chữ Bính, tháng khắc thiên can, công việc dễ gặp bế tắc, cẩn thận tiểu nhân lợi dụng trong công việc làm ăn. Đặc biệt các anh làm ở trong cái công việc thương mại kinh doanh, coi chừng bị lừa. Tháng này mà ra tiền thì chắc là không lấy lại được, hoặc lỗ lã hoặc là mất luôn. Nhớ các anh nhớ cẩn thận, đặc biệt với cái tháng năm này. Ở trên cái phần tử vi em đã lưu ý thì xuống đây nó cũng y chang như vậy thôi. À, địa chi Ngọ gặp Ngọ là thuộc nhóm tự hình, năm sinh tháng tuổi, gia đạo tình cảm sẽ không được vui vẻ. À, rõ ràng tại sao mà nói là tháng năm không có tốt à? Bổn mạng thì bị suy yếu, thiên can thì bị tháng khắc, rất là dễ lâm vào bế tắc ở trong công việc cũng như suy hao tiền tài. Địa chi thì cũng gặp rắc rối luôn, cho nên rõ ràng trong 6 tháng đầu năm tháng này là không êm. Cho nên là nếu như các anh làm việc thì nhớ cẩn thận tháng này, tránh đi xa. Nói chung là tháng này gọi là tháng an phận thủ thường, ở nhà cho nó qua chuyện. Vợ chửi thì thôi vô phòng đóng cửa ngủ, cha nó cho nó yên ha. Chứ cự cãi lại nó cũng không có ngon làm gì đâu. Mà đặc biệt là các anh thì nóng tính lắm, không? Như em đã nói ở trên, người gốc hỏa nhiều, nóng tính lắm. Rồi tiếp tục đó là tháng 6 âm lịch của năm Canh Tý 2020. Mà tháng 6 âm lịch là tháng Quý Mùi. Tháng Quý Mùi tiếp tục là một tháng mộc, như vậy sức khỏe và bổn mạng cũng bị suy hao do thủy sinh mộc, bổn mạng sinh xuất tháng, cho nên là không được ok lắm. Thiên can thì chữ Quý và chữ Bính không xung không hợp, là trạng thái cân bằng về tử vi, cho nên là tốt về tài lộc, không có vấn đề gì, cho nên là ok. Quý Bính đẹp đúng không? Rõ ràng là như cái thiên can như thế này thì không có ảnh hưởng nhiều với công việc. Hy vọng là với cái thiên can phụ ngũ hợp của tháng 5, nó đang làm cái đà đi lên. Tháng 6 nó tiếp tục nó phát huy cái tác dụng của nó và tốt đẹp cho tài lộc. Địa chi Mùi với Ngọ là thuộc nhóm lục hợp, dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo tình cảm mà còn cho cả cái công việc, dễ có quý nhân giúp đỡ. Tháng này tuy thiên can không tốt nhưng mà địa chi lại tốt. Thiên can thì bình hòa nhưng mà địa chi rất là tốt. Hy vọng rằng với cái sự tốt đẹp của mình, nó sẽ phần nào là cứu vãn bớt cái sự khó khăn của cái tháng năm để lại. Tháng năm là một tháng khó khăn mà đúng không? Rồi, như vậy thì mình đã chia sẻ và
tổng hợp cái thông tin về tử vi đến với các anh tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 ở trong cái năm Canh Tý năm 2020. Đây là một năm báo hiệu rất là nhiều điều khó khăn, không mấy tích cực về công việc, tài lộc, sức khỏe và cả gia đạo tình cảm. Cho nên là các anh thì em sẽ phải coi năm nay là một cái năm nhu lại về làm ăn để mà chờ thời bước sang cái năm mới mà phát huy cái tác dụng của mình ha, với chữ Bính của Bính Ngọ hợp với chữ Tân của Tân Sửu ha. Hy vọng những cái chia sẻ này sẽ là cái hành trang nhỏ để mà các anh có cái sự toan tính của mình ở trong cái năm xuân thái tuế, để có một năm xuân thái tuế không hề thất bại, thậm chí là thành công mỹ mãn ở trong công việc. Mọi người xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.